Để cho con nghe coi. Tao hoài không có chịu để ở nhà chơi chọc vẹo gì. Trời ơi, lớn tuổi mà còn có trai là chọc nữa hả? Chọc vẹo gì không có chịu. Rồi sao ngoại không yêu thương ta đi? Không. À, đi về nhà nhà chị. Chị nghe không? Người ta đi ngủ ngoài vô nhà nghỉ để dành trả tiền phòng nha. Không, không. Ngu dại gì à, đưa tiền cho người ta ăn. Nói gì mình à, mình đau ai đó cho mệt. Có nhiều lần con trộm chương trình bà lão, và bà lão nó có quen một cái người bạn trai á, giờ mà trẻ bảo vệ bà. Bà lão đây ở đây cứ chỗ này để coi đúng sự việc gì vậy không nha. Quay lại đây nha. Làm gì mày? Anh ăn mà trúng lên đường à. Gì hả? À. Hôm bữa con có gặp mày ở ngoài đường nè. Không. À. Rồi mình làm này là mình làm gì hả ngoại? Ai làm cái chậu quét nhà, đặng cái nước rồi cái đặng mình đi bán. Vậy ha. À. Nghe nói là ăn trộm nó dịch nhà có không? Trời ơi. Con ngoại đâu? À, con bước. Chọc đâu? Chọc bước. Có yêu không? Không. Sao con nghe nói có người yêu mà? Không có. Con nghe nói ngoại có người yêu mà. Không có. Thiệt con, không? Thiệt, có mình ơn à. Con mình ơn à. Đau quá thì hàng xóm nó đợi nuôi. Con nhỏ hồi nãy nó cắt. Con nghe nói nè, đây nè. Sao nói ăn trộm? Nó gìn ngoại như thế nào, ngoại kể cho con nghe coi. Ăn trộm nó gìn nhà. À. Nó trèo lên trên nhà. Ừ. Nó trèo cái cửa đà đào ngoại cầm cái dao đào mà ngoại thấy trèo. Ừ. Trèo cái ngoại không có lấy bị giờ đủ và chặt bị đủ thì nó đứt cái giờ nó ở chết tù rồi. Ơi à, ở tù rồi đó, sao là bây giờ chặt xuống gì nè hết nó, hồn rồi sao nó đã làm cái giật mình bỏ chạy hả? Bỏ chạy rồi không chạy rồi rồi sao con nghe nói là ngoại là có quen một cái ông trẻ tuổi cục giò chạy xe ôm để bảo vệ ngoại là sao? Không có. Người ta đồn quá trời luôn kìa. Người ta đồn thì không có. Mà có không? Không. Cái ông cục giò thì chở hai đi chở ngoại lại. Chở ngoại đi đó ha. Rồi lãnh tiền lương. Lãnh tiền lương á. Sao nghe nói là hai người đang yêu nhau người ta nói kìa. Không có. Trời ơi, người ta nói á thì con tin thì con tin. Không, con tin ngoại à. Đà bây giờ á, dạ. Bây giờ ngoại nói á thì con tin. Dạ. Rồi á, ai nói thì nói cả người ta. Rồi à. Ngoại làm cái nghề này lâu chưa? Mới làm đây à. Mới làm là mấy ngày hay là mấy năm hay là mấy tháng? Ba bốn tháng gì à. Người này ai dạy ngoại hả? Cho em dâu. Em giao bà co chú sớm á thì nó bó rồi thì nó ăn cơm một cây chỗ gì á thì hai chục một con, cây gì á hai chục còn mà ngoại bó gì là ngày được nhiêu xé gì ngày được nhiêu dạ hết trơn cái này nè hết trơn cái này là nhiêu dạ ba bó chừng 20 cây á 30 cây gì chứ gì gọi nhiêu tiền dạ không có biết. Đà chừng nào em dâu nó bó rồi á thì nó đếm nó đem xuống nó vào á thì nó đếm á thì mới biết là mà làm gì ngày là mấy bữa được nhiêu tiền thì 100 khi tám chục khi thì 120 đó. À. Rồi con hỏi ngoài còn làm việc gì nữa không? Không. Hồi đó giờ có người yêu không ngoài? Không, không. Hồi từ hồi đó giờ có chồng không? Có... Không, không. Rồi. Hồi đó thì mẹ còn sống. Ừ. Cha còn sống thì ở với cha. Ở với mẹ. Đà cha chết thì ở một mình anh. Rồi hồi đó giờ rồi nghe nói ngoại hồi đó là cũng đẹp gái là nghiêng thành ngã nước gì đó đúng không? Rồi sao mà con nghe nói là trai chọc dữ lắm không ai không chịu đấy. Ai, không. Sao vậy? Nó uống rượu vô nó chửi đụ má đụ mẹ ai không có ngại không có chịu mà nó có chọc ngoại không
hồi đó đó. Chọc kẻ hoài là không chịu. Hồi đó nó chọc ngoài làm sao? Ngoài cởi cho con ngoài. Hồi tình tình cảm hồi xưa đó. Đã bây giờ ngoài quên hết trơn rồi. Quên hả? Rồi có ai hỏi cứu ngoài không? Hồi đó đó. Không có, có cứ. Sao? Là không chịu. Ngoại bộ không muốn chồng hay gì? Không, hồi đó thì cha còn còn sống. Cha còn sống ở với cha. Ngoại năm nay con quên ta, ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ nói ngoại... tuổi thiệt nghe, nói tuổi đẹp gái á. Không à, ngoại đau, bây giờ ngoại đau quá em. Bây giờ ngoại quên hết trơn cái tuổi rồi. Ngoại không có nhớ. Bây giờ ngoại biết nhiêu tuổi ngoại nói coi. Không có nhớ luôn. Ngoại 18 tuổi chưa? Không, chưa. Bằng tuổi con nhỏ em đó. Em lối sớm đó. Em lối sớm là nhiều ông nội tôi biết sao biết 15 à. 15 hay là 35? À trò tuổi chạy à, đà tuổi con rắn đó. Tuổi con rắn mà nó bò lên ngã nó phải ngoại. À nó bò như đi đó. Gì ha? À. Năm nay ngoại 40 chưa? À chưa, trên nữa. 45 chưa? 50 chưa? Nè. Không có nhớ rồi. Cha cả nhà thì ngoại thì không nhớ tuổi nhưng mà thật sự có nghe người ta nói á. Nghe người ta nói ngoại á là năm nay á là chín mấy tuổi rồi. Đúng không ngoại? Rồi hồi đó giờ con hỏi thiệt nghe, hồi đó giờ có ai tán ngoại chưa? Không. Có ai chọc ngoại chưa? Anh chọc té ngoài à, không có chịu. Không chịu à? Người ta chồng sao không chịu, ngoại đợi cho con nghe coi. Chọc hoài không có chịu. Đi đợi nhà cho chọc vẻo gì. Trời ơi, lớn tuổi mà còn có trai là chọc nữa hả? Chọc vẻo gì không có chịu. Rồi sao ngoại không yêu thương ta đi? Không. Sao kỳ vậy, không thương? Không, chịu là uống. Là ngoại không có chịu mà ngoại nổi nóng lên đó nha, ngoại cầm dao cầm cây thôi không có chơi cầm đó à, mà ngoại quýnh chết đó không chịu. Rồi cho con hỏi nè, ngoại không có chồng gì đó, rồi là ngoại còn con gái không? Anh trời mình già rồi đâu có còn con gái nữa. Ý con hỏi kìa, ngoại hồi đó giờ là ngoại có ai, ngoại có trâu thân gái cho ai bao giờ chưa? Không vậy là ngoại còn nguyên không? Còn ghiên thế gì? Thiệt không? Thiệt. Ngoài nói cho con nghe coi. Thiệt. Ngoài không nói có ai cơm á. Ngoài còn không? Còn. Còn cái gì? Còn chín á. Gì hả? Thiệt không ngoại? Thiệt. Là không có ai đụng ngoại hết trơn đó hả? Không có. Trời ơi ngoại. Đụng ngoại đâu có được đâu à. Sao ngoại không thích đàn ông hay gì? Không. Sao vậy? Chữ đụng má đụng mẹ ha. Mẹ bà ngoại không có chịu. Rồi hồi đó có trai đi dọc đường, hồi đó nó chọc ngoài không? Chà, chọc vẻ ngoài chứ gì? Chọc ngoài, chọc ngoài sao đâu, ngoài cởi. Mà trời, té từ từ thôi, để đi nó. Chọc sao, chọc sao, nó dơ ngoài sao đâu? Chọc vẻ hiều kia nọ. Hiều ngoài luôn hả? Ừ. Rồi ngoài có nhộp không? Là đi giết, quýnh, vượt, đi đó trời. Sao con nghe nói là hồi đó là có nhiều người quen ngoại lắm, ngoại không chịu mà nói ngoại đẹp gái dữ lắm trời. Không chịu. Không chịu hả? Dạ bây giờ á, là biểu ngoại đi mần kia mần nọ. Thì được. Dạ thì ngoại phát. Còn có chồng sao? Không. Rồi ngoại, hồi đó con hỏi thiệt nè. Rồi ông cha ngoại với mẹ ngoại đó. Rồi có kêu ngoại là có chồng đi rồi có khỏe không? Có kêu không? Không. Sao kỳ trời? Mẹ chết đó thì hồi 2 tuổi. Rồi cha? Cha chết đó thì 19 tuổi. Rồi gia đình ngoại là có bao nhiêu anh em? Có mà có 3 anh em ruột là 3 2 người chết queo rồi. Vậy ha. Rồi ngoại là con mình ơn. Con mình ơn ngoại phải không? Chàng ơi. Bây giờ ngoại là phải đi làm như gì ha để kiếm tiền. Kiếm tiền. Nặng mua gạo rồi mua cá. Kìa nè, các bà kia bà nói là ngoại có cái bồ đẹp trai cục giò. Thôi. Ngoại ông đó là đồ cứu ngoại. Thôi. Ông là cái người bảo vệ cho ngoại. Thôi. Ham. Đây, ngoại con hỏi thiệt nha, mà cái ông đó có khi nào có tỏ tình với ngoại không? Ham mới nói chuyện với ai được đâu. Cái ông xe ôm kìa. Thì kia ôm á thì có nói chuyện. Nói sao?
nói chuyện là chuyện xe bị nhiêu vậy đó. Kêu bằng gì, kêu chị hay là kêu em? Kêu bằng chị. Chị ha. À. Có rủ uống cà phê không? Không. Có rủ đi chơi. Uống cà phê với ai chứ đó. Mà có rủ không? Rủ gì cơ bà. Trời, có rủ luôn. Cũng không đi nữa. Có rủ không? Có. Rủ không? Là không uống. Nói thôi à, chị. Ông nó ngủ làm sao ngoài nó con nghe coi. Nói ngủ đi uống cà phê rồi đi về. Đi về nhà chị. Chính tôi về bây giờ tôi mới uống đây à. Tôi không có uống nữa. Trời ơi, ai hết cả nhà hay bà ngoại hay gì nữa, ngoại năm nay 90 tuổi cũng có trai rồi ngủ đi uống cà phê nữa không? Trời ơi. Ê ngoại, ông nói đẹp trai ngoại. Không. Không hả? Ông xấu hay gì? Cũng mập cũng coi được vậy á. Được mấy nút ngoài anh thầy à, con cũng uống đủ vô chữ luôn á, đúng mày á, đó hay là ngoài đâu có thích. Là ông đó không có uống rượu không? Có chữ hả gì? À chữ luôn má. Sao ngoại không kêu nó là anh đừng có chữ thề đi thôi không ngoài. Có kêu bằng anh chứ ngoại kêu bằng gì? Bằng cậu. Cậu hả? Mà cậu đó là rượu ngoại đi uống khuê. À sao kỳ trời. Sao rủ đi uống cà phê không chịu đi. Rủ ngoại uống khuê ngoại không chịu đi. Ừ. Sao không rủ chịu đi? Đây dư đứng nó biết sao không? Nó rủ mình vô nhà không? À nó đi bỏ thuốc á. Thuốc gì? À bỏ thuốc bê á. Đặng làm gì? Đặng cho mình uống à. Đặng nó lụm ngoài hay gì? À, nó bán gì ra ngoài nước ngoài. Có đâu ăn. Không có đâu. Thôi. Có đâu. Thôi. Có rồi. Có đâu có. Có. Không có đâu ngoài sợ hoài. Có. À là nó cho ngoài sợ uống cà phê rồi nó ngủ ngoài vô nhà nghỉ hay gì? Không. Nó có gù có khi nào nó rồi lại nhà ngoại chơi không? Không. Rồi có ngủ ngoài đi uống phê đúng không? À, ngủ đi uống cà phê không đi. Không đi hả? Ừ. Có rồi ngủ đi đâu không? Không. Rồi sao người ta ngủ đi uống phê người ta thương ngoại mà. Không. Lý do là sao ngoại không chịu? Đây là trại không chịu, không thích. Cái mình duyên nợ là không có tới đó rồi là không chịu rồi. Duyên nợ gì? Cái ông nó bằng tuổi không? Nghe nói ông nó trẻ lắm không? Ông nói là nghe nó để ý ngoại dữ lắm luôn. Ngoại kêu đi đâu là ông chở đi đó đó. Đó. Chở đi đâu rồi kìa? À chở đi thì có Điện thoại hay gì ngoại? À không có. Thì chừng nào ngoại muốn đi thì ngoại ra. Ê, đi vô đó mà ngoại kêu. Ngoài ông chạy xe đó ngoài mà có khi nào ông chạy lên dốc cái ông xuống ông thắng gấp ngoài đụng vô đó không? Đụng cù lon con tán vô. Không. Thì chạy mạnh đó thì hai mẹ ngoại ngoại ra. Là sao? Anh nói là chạy nhẹ, đừng có chạy mạnh là tôi sợ. Vậy ha. Ừ. Rồi ngoại có ôm ổng không? Không. Thấy không? Không có ôm. Đi xe đã ôm xong ôm. Ném áo có. Ním áo hả? Tại sao ngoại không ôm ta đi ním áo? Thôi, không có ôm. Sao vậy? Ôm là ngoại lời mà. Thôi, không có ôm. Rồi hả? Ním áo à. Rồi người đó là thường ngủ ngoại đi uống khuê ha. Ừ. Có khi nào nói gì nào ngoại nói là mệt quá chị ơi, vô quán cà phê uống cho khỏe đi rồi hả đi nữa. Có không? Không. Ngủ ngoại đi, ngoại ra có chịu đi. Trời, trai trẻ ngủ ngoại luôn, ngủ ngoại sao đâu. Nói hồi giờ đi lại chỗ đó mình uống nước rồi ăn cháo nghỉ một chút xíu rồi đi về. Tôi với chị đi về uống ăn ở đây uống thì uống không uống thì không chứ đi đâu bây giờ tôi trời ơi người ta ngủ ngoại đi luôn hả? À, đi về nhà ngoại hay là đi nhà nghỉ? Đi uống cà phê á. Rồi mình đi đâu nữa? Là đi chỗ kia chỗ nhỏ đi chơi vậy á. Nhà nghỉ đúng không? Là không đi. Đi nhà nghỉ không đi hả ngoại? Không. Ôi trời. Cả nhà ngoại nói là có một cái ông ôm á, ngủ ngoại đi nhà nghỉ. Rồi con hỏi ngoại nè, ngoại năm nay 90 tuổi chơi đúng không? Đúng không? Đúng. Rồi 90 tuổi rồi tuổi này mà làm ăn bọc gì nữa mà đi vô nhà nghỉ? Bởi vậy là không đi. Không đi luôn. Không. Sao ngoại hả? Ngoại bộ chê con trai hồi đó giờ không bộ không tốt thì sao ngoại không chịu? Vậy hả? Ừ. Còn với lại là ngoại đâu có mẹ ngoại đâu có chịu. Vậy là có một cái ông thấy gì cũng ông vậy đó, ông đó ông không chịu rồi ngoại
Rồi ông có bỏ cuộc không hay là ông cũng lâu lâu ông cũng chở ngoại liền, ông có dặn ngoại không? Không, chở hoài, chở quỷ vậy. Chở hoài luôn, có chở ngoại cả đời không? Đây à, tao thì à, bắt con vợ ôm. Rồi à, anh ổng cậu đó thì chở đi nhà thương. Vậy ha. Ừ. Rồi giờ ngoại dẫn con đi vô nhà chạy ngoại được không? Dẫn đi đâu? Cái nhà ngoại ở đâu? Ở sống mình nè. Đó, nhà rồi ngủ ở đâu? À? Bà ngủ ở đâu? Đây. Ngủ à, ngủ đây. Đây đó hả? Ờ. Đó. Rồi đâu làm quạt dữ hả? Ờ, làm quạt gì đó. Đặng quạt. Quạt ha. Ừ. Rồi đây nè ngoại ơi, xuống đây ngồi ngoại ơi. Vậy là ngoại ở đây vậy đó hả? Ờ. Sao ngoại lụm đồ vô chai dữ vậy? À, đi bán. Vậy hả? Ờ. Rồi ngoại năm nay nhiêu rồi? 90 tuổi hay gì rồi? 90 rồi. Rồi có người yêu chưa? Không có. Có chồng không? Không. Rồi sống vậy luôn hả? Sống vậy luôn à. Hồi đó giờ có ai đi qua đời cuộc đời ngoại chưa? Không. Con gái không? Con gà già lắm mà con gái nữa. Còn gái già, còn không? Gái già còn. Mất. Ngoại còn nguyên cái gì? À. Ngoại ơi. À. Nghe nói ngoại ca hay lắm mà. Ca không có được. Đọc già thơ cho con nghe đoạn coi, thơ giảng á. Cái đó không, là ngoại không có biết chữ, không có là đọc được. Vậy là bài cúng thì đọc được. Bài cúng thì sao đâu? Cúi kính dân hương, ừ, dạ. Trước tổ quyền, cầu trên đất tổ lần thiền. Đồng thiền nay con tỉnh ngộ ô y Phật, chí giúp tu hiền đã phước duyên, thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng lâm qua hỷ hội, lượng Phật từ bi Phật dương lợi chúng thế giới mình an, miệng làm cho đẹp đẹp mặt đẹp bài, thoát thôi khổ hải lên đài đi đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con nghe nói ngoại ở đây là bằng đêm ăn trộm nó gình hả không? Không. À. Nó gình sao gình trời. Dạ. Đó. Nó tui vô vậy đó hả? Có chung đâu đó đó. Ở ngoại có vàng không? Không. Có tiền nhiều không? Không có tiền nhiều. Sao nó lấy? Đúc đó, đúc đó hả? Ngoại đau quá. Đây chạy. Ừ. Cái cậu nè, xe. Ngồi đây đi, ngồi đây đi, ngồi đây đi. Con vào cái cẩu ra xuống thờ kìa. Ngồi đây đi. Nó bắt bẻ hết. Ngồi đây đi. Ngoại. Rồi con nghe người ta đồn hoài luôn đó. Nó ngoại là có bồ, con không tin. Trời ơi, ngoại năm nay là 90 tuổi rồi. Tóc thì bạc trắng, yêu đương gì đây? À, không có yêu ai chân á. Mà người ta nói ngoại có bồ kìa. Không, tại người ta nói gì nói. Ngoại suy nghĩ vì sao người đàn ông ngoại không có chịu có chồng? Thì nó ngại phải mình chào. Nó không mặn cho mình ngào hết. Không lo cho mình một. Rồi uống rượu chữ đủ má, đủ mẹ. Là ngoại không có thích. Không thích nha. À, là nói chuyện cục cằn. Ngoại cũng không thích luôn. À, nói chữ ngoại đủ má, mày đủ mẹ, mày ngoại không chịu. Không thích luôn. Không thích. Vậy ngoại thích người đàn ông tánh tình như thế nào? Là nói chuyện cơ ngọt cơ dịu, là nói chuyện cơ lần hoàng. Ừ, mới chịu ha. À, mới chịu. Còn thanh niên sao? Thanh niên cũng vậy. Thanh niên cũng vậy là sao? Nó nói chuyện cơ lần hoàng cơ dịu, biết cha biết mẹ, đi ra thưa cha thưa mẹ, đi về trình. Rồi bây giờ ta 2.0 rồi, còn đâu nữa mà đi thưa về trình không có đâu. À, bây giờ không có đâu. Hồi đó có chứ bây giờ không có rồi. Hồi đó là nghe nó khó lắm không ạ? Không ạ, hồi đó khó dữ lắm. Mấy bà già xưa đó khó lắm. Hồi đó có khi nào mà người ta chở mà gái gú mà muốn quen với nhau đó là đi quán chòi này kia có không ạ? Không. Vậy chứ đi đâu hồi đó đi đâu? Đây à, không có đi đâu, kênh đi về nhà. Vô bụi lùm hay gì? Đi về nhà, biểu chở đi về nhà. Chế là? À, đi về nhà mình nè. Hồi đó là có hồi đó giờ có bao giờ trai chở ngoại chưa? Không, con trai không có. Có chọc ngoại chưa hồi đó đó? Không nè. Nghe nói ngoại đẹp lắm mà trẹn. Không, không chịu. Cái gì không chịu chân á. Ngoại không chịu hả? Ừ. Có người chọc ngoại không?
có chị không có chịu. Chọc ngoại rồi ngoại nói sao, ta chọc ta nói sao? Người ta nói kia nói nọ gì đó mà không thể. Nói sao nói sao? Nói không thích, tôi không có thích. Tôi với cậu không duyên không nợ. Chừng nào có duyên có nợ thì gặp nhau. Không duyên năm nay 90 năm rồi. Ừ. Trời ơi. Thì đi công việc là mỗi ngày là đi tước tàu dừa vậy đó. Ừ. Không có chồng, không có con. Ừ. À, có mấy ông xe đàn ơ, xe đa ôm ngủ đi uống cà phê hoài luôn. Ừ. Không đi. Ngoài sợ gì? Sợ mắc đi đàn gái hay gì? Không. Không có sợ gì cả. Không sợ thì không đi. Không. Khi nó bỏ nó mua thuốc nó bỏ bồ mình là nó dẫn đi làm sao? Không. Ngoài ngoài người ta lấy gì được ngoài ngoài sợ. Không. Sao không? Không đi. Ngoài già rồi à, ngoài sợ mắc cái gì nữa? Không sợ. Và nhìn đây nè, nhìn trước nè. Sợ dữ lắm. Sợ gì đâu, ngoại lớn tuổi rồi sợ gì nữa? Sợ dữ lắm. Cái gì lạ lạ sợ dữ lắm. Người lạ ngủ ngoài đi uống cà phê ngoài đi không? Không. Sao vậy? Hồi nãy cậu nồng nếm tay ngoại đó. Ừ. Hồi là ngoại giật lại đó. Ngoại không cho nếm tay luôn? Ừ. Sao vậy? Không. Bắt cả hay gì? Không có bắt cả. Chứ sao? Không thích. Không thích hả? Ừ. Không thích con trai nếm tay hả? Không thích. Con nếm tay ngoại được không? Chị con cháu nếm tay được. Chị ngồi gần con được. Ừ. Đó. Chứ có gì đâu. Mà trai mà ngoại đi xe đâu, có đi xe đâu ôm bao giờ chưa? Đi xe ôm hoài à. Rồi ngoại có ôm tao không? Không. Sao vậy? Không. Nếm cái đó không? Không ôm, nếm cái đầu dịch hai bên dịch. Trời. Nếm đầu người ta rồi không được. Nếm đầu à. Không hơi à chị. Thì đi xe hơi quen rồi sợ. Không sợ, ít sợ rồi em. Nghĩ lên ôm cái áo nếm áo. Sao không ôm ta ngang gì luôn? Không. Sao vậy? Hai ba. Không thích hả? Không thích. Không chịu. Đà quen á em. Quen á thì ôm được. Ừ, quen ôm được hả? Còn lạ thì sao? Lạ không ôm. Là cái này là mình là giữ cái nết con gái hay sao? Hay là giữ cái tính tình? Giữ tính tình, nết tính tình. Giữ tính tình, nết tính tình à? Ừ. Cái nết tính tình là sao? Mày kể cho con nghe coi, cái nết tính tình. Cho đàng hoàng. Đừng có đi nói kia nọ, múa qua múa lại, ẻo qua ẻo lại, đàng ngoại không có chịu. Ngoại nói ngoại không có thích. Muốn nói cái gì thì ngồi tự nhiên nó trả lời. Con nghe... nói cái qua là múa qua múa lại, cái mình cái ẻo qua ẻo lại á, ngoại không có chịu. Ông nội nãy giờ là con thấy ngoại thơm dầu thơm gì, có mùi dầu thơm nè, ngoại có thử cái mùi thơm không? Có nghe không? Ngoại không có sức. Ngoại sức vô thơm nè ta, thơm nè. Không phải, ngoại sức ra dầu. Ngoại sức gì? Sức dầu. Cái giò sao gỡ hoài để đại đi. Chừng nào, chừng vài bữa kêu ông xe đa ôm để ông gỡ cho. Nó ngứa. Đại đi. Rồi ngoại bây giờ ngoại muốn chồng không? Không. Sao vậy? Không chồng. Thì ở vậy đau thì con chám cuối sớm gì đã nuôi. Con nghe người ta nói là ngoại á có quen cái ông trẻ á, là ông đó là sẽ bảo vệ cho ngoại mà thường ngủ ngoại đi uống cà phê. Không đi. Có cũng có vậy không đi. Có luôn. Không đi. Người ta nói sao có? Ngủ đi là ngủ sao? Ngủ đi á. Nói đi đi uống cà phê thì đi khi xiên á thì đi. Khi làm biếng thì không đi. Làm biếng à? Sợ gì? Ngoại sợ gì không đi? Sợ nó mua kia mua nọ cho mình ăn đó. Bỏ thuốc vô mình đi theo. Nó đi ra ngoài nước ngoài, nó bắt mình nước ngoài. ai bán ngoài được đâu bán. Ghê lắm. Ghê lắm hả? Tôi bị rồi. Bị nào? Bị bắt con nhỏ em bắt điện thoại á cho coi á. Bị rồi. Sợ hả? Thấy rồi. Sợ ha? Không sợ. Có đâu. Có bên Mỹ thì có. Ngoài. Bên Đài Loan á thì có. Bên này thì chưa. Ngoài, nghe nói nè. Hồi đó bộ ngoài khó lắm hay sao mà ngoài ở giá giờ không có chồng. Khó lắm, khó tính lắm. Ai nói chuyện giờ không phải là cậu à. Con trai hồi đó lại gặp ngoài sợ không?
cũng không có sợ chọc ghẹo kia nọ gì á, mình la mình gầy gì á thì nó sợ. Sợ ha? Ừ. Sợ bây giờ mới không có chồng nè. Ừ. Sao ngoại không suy nghĩ là mình có chồng đi rồi sau này con nó lo để cho mình. Thôi, khi á mình có phước á thì con nó lo. Dạ. Mình không có phước á là mình bò xuống sông uống nước. Sao ngoại biết? Ừ. Sao ngoại biết mình bò xuống sông uống nước? Ừ. Là bây giờ mình không chồng, không con là khi cháu khám viện ha, nó thấy vậy nó múc nước cho mình uống, nấu cơm cho mình ăn. Là vậy đó, thì như vậy đó, thì êm ấm rồi. Chứ đừng có chồng, đừng có con. Bà lão nói về thời buổi mà con gái mà bây giờ mà người ta bận quấy nè, người ta trang điểm nè. Rồi con thấy là người ta dữ lắm, sao ngoại không có làm gì hết vậy? Không. Sao? Ngoại không có thích. Sao? Ngoại không chịu cái thứ đó. Nhìn thế nào? Ngoại không có chịu. Đà đi mấy bước kia muốn nọ đó, đà ngoại không có chịu. Ngoại không có thích. Đà muốn cái gì đó thì ngồi một chỗ, ngồi xuống nói chuyện làm hoài. Vậy ha? Ừ. Vậy đó, ngoại mới chịu. Cả nhà là có nhiều người á là đang đeo đuổi ngoại lắm. Là rủ ngoại uống cà phê nè, phải ngoại? Rồi con người rủ ngoại đi nhà nghỉ luôn, ngoại chịu không? Không. Không đi. Là có cái người đó người ta rủ ngoại rồi ha. À rồi, thầy là ngồi mà đi lại nhà ngồi á thì vô được. Nhà ngồi á thì được ha. Cây mua nước làm nước uống á thì không chịu. À, là ở nhà thì làm, là đi tiệm làm á không? Không ghê lắm. Ghê hả? Ghê à. Ghê đàn ông lắm hả? À, và sợ lắm. Sợ. Có người sợ. Rủ hả ngoại? À, ngoại đẹp gái nè, có ai khen ngoại đẹp không? Không. Sao con thấy ngoại trẻ đẹp quá nè. Ngoại có cái bí quyết gì mà mình mạnh khỏe 90 tuổi mình đi bình thường ngoại? À thì thuốc uống thì mua thuốc ở nhà, thuốc nhất thuốc mỏi thì đau uống vô. Có tập thể dục không? Có nữa ha. À, tập thể dục. Có tập thể dục. Thể dục ngoài tập là sao? À, mình đi với hai tay vậy nè. Bơi hả? Bơi gì, làm cái gì đưa lên. Vậy nè, thì đi không bước qua ngại đau. Cái đó gì kìa? Cái gì vậy ngoại, làm đẹp gì vậy? À, cái này là nước sơn. Ngoại sơn giò hay gì trời? À, sơn giò. Bởi con nhỏ em á, nhỏ em cuối sớm á, nó đùa. Cái bỏ lớn á. Còn ngoại sơn cho có sơn không? Chưa có mua nước đổ vô. Được mà, cái này sơn được, ngoại sơn đi. Sơn bây giờ sơn không có được. Bây giờ ngoại sơn chưa có được. Cái nước nước gì đây à? Nước mình chấm mình rửa. Trời ơi, biết rồi. Trời ơi, vậy đó mà nó không điệu. Vậy cũng bỏ lớn vậy á. Điệu. Trời ơi, nghe nó có quấy nữa kìa. Không có. Bận đồ đẹp nữa kìa. Đồ mới thì có. Thôi không, đi mà đi cũng kiếm mà mình cũng điệu dữ lắm luôn chứ nó không có gì. À có. Mà có bồ phải không? Anh ta nói có bồ kìa. Không có bồ. Rồi không? Không thích. Cái đó không thích. Ông xe đã ôm bữa đó ngủ kìa. Không. Không thích luôn. À không thích. Không ưa. Rồi đi làm gì nè, rồi không tiền rồi uống thuốc rồi ở đâu xin ta hay là con cháu cho? À xin cái người hàng xóm để người cho như con vậy đó, cho 50 cái cháu cậu đó với cậu này hai cậu gần 100 hay là cậu kia cho cái 50 nữa thì cái mỗi xóm này cũng cho hoài vậy đó. Ngoại có ước mơ gì không? Ngoại ước á thì nó có cái nhà. À, rồi có tiền, có đồ gì à. Sống gì đó thôi à, không ước gì nữa chứ. Nhà này của ai? Nhà cũng nhà cháu. Cháu đuối sớm. Ở đây ha? À, ở đây. Còn có ước mơ là có cái nhà. Ừ. Phải có đất mới được, ngoại có đất không? Không. Không đất là sao, ai cắt nhà chó? Ừ, bởi vậy. Không có cái nhà. Không có nhà đất. Rồi sao? Không có nhà, không có đất ha? Ừ.
Ngoại, ngoại ơi, bây giờ là mấy hổm ngày người ta đồn quá trời luôn. Lâu tại nó. Con đi con nói đi là ngoại có tại nó. Có người rủ ngoại uống cà phê mà ngoại không chịu đi. À không đi. Có không mà có, cái đó có không? Có. Cái nào có thì mà ngoại chịu, cái nào không mà, có mà thì nói nghe nói là nghe nói người đó sẽ bao bọc cho ngoại nữa đó. Không. Mà binh ngoại nữa có không? Không. Không ha. Không. Mà nhưng người ta rủ ngoại uống cà phê có ha. À rủ về có. Rồi người ta rủ ngoại đi nhà nghỉ nữa có đúng không? À là rủ thì không đi. Có đúng không? À có. Trời không cậu, đi. Có luôn cái gì? Thằng nào đâu mà lại rủ vào ngoại 90 tuổi mà đi nhà nghỉ ngoại không chịu đi. Ngoại có còn gì nữa đâu, ngoại mắc ngoại sợ. Không. À, sao vậy? Tại không thích, không ưa. Ngoại thử đi vô chổng người ta làm gì? Để vô chổng coi. Hả? Thử coi ông đóng rủ ngoại đi vô nhà nghỉ trong đó coi. Thôi, không đi. Mà người ta rủ không ngoại? À, không đi. Trời ơi. Ê, vô đó có máy lạnh đó ngoại. Không. Không đi đâu có chân. Con nghe nói ngoại là còn nhà con gái tôi ở. Con nghe nói ngoại còn con gái đúng không? Không có. Không, à. Nói còn con gái kìa, còn đời con gái kìa. À có. Còn nguyên luôn không? À, bây giờ già rồi. Mà con hỏi còn nguyên không? Còn nguyên. Còn gin á? À còn. Còn sao? Ừ. Ngoại nói làm sao, ngoại nói cho con nghe coi, ngoại còn cái gì? Còn kem nở đầu, điểm như vậy đó. Còn gin phải không? À. Ngoại, bữa nay nè, con gửi cho ngoại 500 ngàn. Dạ. Tiền này là của chị Thảo ở Biên Hòa Đồng Nai á. À. Gửi cho ngoại 500 để dành ngoại mua gì mua ha. Yeah. Nè ngoại. Rồi cảm ơn con nha. Cảm ơn cô Thảo đi. Cảm ơn chị Thảo nha. Dạ. Yeah. Rồi 500 ngàn này thì nữa trai có ngủ như nhà nghỉ thì ngoại trả tiền nha. Thôi không có đưa, không có cho. Mà thật sự nè, ngoại nói thiệt con là cái ông đó ông ngủ ngoại vô nhà nghỉ đúng không? À. Ngoại không chịu đi. À. Ngoại sợ không có tiền hay gì? Không, nè con cho 500 ngàn nè, chừng nữa ngoài trả tiền phòng nha. Thôi, không. Sao vậy? Không có cho chi. Nè con cho ngoại rồi. Ngoại chỉ dành mua gạo với mua thuốc uống. Rồi người ta rủ ngoại uống cà phê, ngoại trả tiền. Không nữa. Ngoại không chịu đi luôn. Không đi luôn. Rồi người ta đi rủ ngoại vô nhà nghỉ để dành trả tiền phòng nha. Không. Ngu giả gì à, đưa tiền cho người ta ăn. Nói gì mình là mình đau ai đó cho mình. Ừ đúng không? À. Ừ, sẵn ở đây nè, gửi đến cho những cái người bà ngoại giống như ngoại coi. À. Đừng có nghe lời mà trai trẻ rủ vô nhà nghỉ là đi, mình phải giữ gìn sao ngoại kể cho con, gửi đến cho những bà ngoại nghe coi. À, là mà mình không thích, mình không đi, là mình nói cho anh sao, cách cái tiếng làm sao cho dịu dàng. Dịu dàng coi, ngoại nói dịu dàng coi. Cho người ta sợ mình. Cho người ta sợ coi. À, bây giờ tôi nói cho cậu nghe. Dạ. Bây giờ tôi không đi, đời cậu đi. À, tôi không đi, tôi không thích, cái đó tôi không chịu. Tại ngủ nhà nhà nghỉ là mình trả lời gì đó hả? À, không chịu. Hai, là mình từ chối nhẹ nhàng ha. À, nhẹ nhàng vậy á. Đừng có nói cọc cằn với người ta. Rồi người ta lôi ngoại vô rồi sao? Lôi thì la lên. La lên sao? Ngoại la làm sao? La bới mấy cậu ơi tiếp tôi. Cái ông cậu này là lôi tôi nè. Gì vậy đó hả? Người ta đã. Rồi người ta không nghe luôn rồi ngoại làm sao? Ai la lên nữa. La lớn tiếng lên nữa. Ví dụ người ta ním hai tay vô, người ta bấm mỏ lại rồi ngoại sao? Mày dậy, mày dậy mà mày xích ra, cái dậy cái tay xích ra, mày sâu ra, mày la. La sao nữa? La ông ta, bới thằng chờ, bới chú rồi, cứ tiếp tôi, làm ơn, dùng phước tiếp tôi, là cậu này là đâu tôi đi đâu nè. Đến, lôi đó. Tôi vô nhà nghỉ hả? Ừ. Rồi, dạ thì Thanh Trúc á, vui mấy anh em, cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video.